Lâm An thì lâu chủ đang nằm trong tay Ngáo. Vâng, rất bất ngờ đây. Như vậy thì ngày hôm nay Ngáo của chúng ta đã quyết định chiếm lấy lòng chủ của Lâm An. Cái đây 2 tuần thì Ngáo đã đặt ra mục tiêu, đó là mang về Lâm An để quyết đấu cùng với đội hình anh em khác trong trận quyết chiến thiên tử. Như khi trong trận đấu đó thì anh em ban Ngáo đã ra đường rồi nè. Đó là một trận đấu khá là cay đắng của anh em Ngáo, khi họ đã bị đội hình của Ma Giáo tấn công ở những giây cuối cùng ở trong chiến trường của Phục Tường, và đã khiến cho đội hình của anh em Ngáo ra đường. Và ngay sau tuần đó thì anh em Ngáo cũng đã khiến cho đội hình của Ma Giáo ra đường nè. Và ngày hôm nay thì Ngáo lại quay trở về với Lâm An, và với những con người đó, với một tinh thần rất quyết tâm, chúng ta cùng chờ xem trong khoảng là 18 phút nữa liệu rằng thì anh em ban Ngáo có lấy được Lâm An từ tay của anh em ban D hay không. D đang là người có được lòng chủ của mình, lòng chủ Lâm An trong khoảng là 3 tuần rồi, không phải nói là phải là 4 tuần 5 tuần rồi, kể từ khi mà họ sáp nhập giữa hai đội hình, đó chính là đội hình của anh em ban Thiên Hạ và đội hình của anh em ban T. Lúc này thì D vẫn đang được dẫn dắt bởi ban chủ, đó chính là cao thủ Trực. Bây giờ là phút thi đấu thứ 43. Lúc này thì D đang tiến vào bên trong. Như vậy thì đây có thể là tình huống công phá tiếp theo của anh em D. Nếu đây là cuộc chiến 1-1 giữa Lê và Ngáo trong chiến trường Long An, chúng ta vẫn rất khó đó, có thể nói được rằng thì chiến thắng sẽ nằm trong tay của ban hội nào. Hãy cùng chờ xem cuộc chiến giữa hai ban hội hàng đầu trong S10 lúc này. Cuộc chiến đầy hấp dẫn. Đề đang liên tục di chuyển và họ đang đảo từ phía 3 giờ sang 9 giờ. Cho mình chúng ta đó chính là hình ảnh di chuyển của ban chủ NTT Memory. Chào anh Thanh Tuấn. Tấn công. Đây là tình huống công phá của anh em ban D từ phía khu vực 9 giờ. Nhưng dường như thì đó chỉ là một tình huống nhấp nhả mà thôi. Để là tiếp tục di chuyển rồi. Nhưng dường như thì để có di chuyển về phía khu vực nào thì anh em ăn áo cũng nắm được. Và đây là tình huống công phá của anh em đề từ phía khu vực 6 giờ. Một số thành viên của đề đã bước vào bên trong được rồi. Di chuyển đang là vô cùng hấp dẫn. Cơ hội cho anh em ngáo. Đó là tình huống mà đề đã chia làm đội hình của họ đã không có thể đứng tốt rồi nè. Một nửa đội hình đã vào bên trong và chọn phương án bẻ vào trong góc 5 giờ. Và một nửa đội hình còn lại thì đứng lại để giao tranh cùng anh em Ngáo. Và Ngáo đó họ tiến trong để chia làm đôi đội hình của anh em D, và bẻ gãy được tình huống công của anh em ban D một cách dễ dàng. Thời gian vẫn còn, chúng ta còn khoảng là 14 phút nữa thì lòng chủ của Lâm An mới thực sự thuộc về tay của anh em Ngáo. Với Lâm An, có lẽ thì Lâm An hiện tại đang là chiến trường hấp dẫn nhất cho đến thời điểm bây giờ. Và đây là tình huống công phá tiếp theo của anh em anh đây. Xin chào anh FC Trần Phúc. Và xin chào tất cả anh em. Thế trận mà Ngáo đang tung ra trong tình huống này là một thế trận khá chắc chắn. Quyền của họ đang dàn trải và thiết toàn bộ các lối vào từ phía khu vực 3 giờ. Gần như thì đà tiến công của anh em D đang bị chặn đứng. Một số ăn cầu thiên nhẫn của anh em bàn áo đang lao vào trong đường của D. Phía bên trong này thì Ngáo cũng đã bắt đầu mỏng đi rồi. D đang chọn phương án đứng lại để đảm bảo địch. Đó là một phương án phù hợp. Thành công.
năm ơi. Cho những trận công chính như thế này thì chiến lược là rất quan trọng. Bất kể là người công thành hay thủ thành, chỉ cần một sai lầm thôi, ngay lập tức thì sẽ bị trả giá. Long số bó. Và tiếp tục là tình huống đường vũ trụ rất tốt của anh em bóng đê. Thực lực của đê đang được bổ sung từ phía khu vực cổng 3 giờ. Trong khi đó lúc này thì Ngáo đang xoay đội của mình về phía khu vực trung tâm của ngắt 3 giờ để đối đầu với anh em bóng đê. Đây có lẽ tình huống giao tranh quyết định. Chứ bên trong này thì Ngáo vẫn đang tiếp đấu cho đội của mình rất tốt. Tình huống giao tranh này đã diễn ra trong khoảng là 3 phút rồi. Và đây có lẽ là cơ hội rõ ràng cho NLD nếu họ tiến công vào bên trong. Quân lực của NLD Ngáo đang bị tiêu hao. Trong khi đó thì D vẫn đang đứng sừng sững tại ngắt 3 giờ này. Họ chưa có ý định đè vào. Đây rồi, đây có lẽ tình huống đè vào của NLD. Dường như thì Ngáo đã tái thiết lập lại được thế trận và họ đang có sự bổ sung quân số rất lớn từ phía khu vực 6 giờ. Họ đang chọn phương án đa mặt lệnh ra để cản đường tiến công của NLD. Sau tình huống đè vào thì D đã phải rút ra bên ngoài. Và họ vẫn đang lay hoay với thế trận phòng thủ tuyệt vời của anh em Ngáo. Đây có thể nói là một trận đánh tuyệt vời. Khi lần đầu tiên mà Ngáo và anh em bạn D đang có thế trận 5 năm với nhau. Cái này vài tuần thì Ngáo gần như không thể nào vượt qua được đội hình của anh em D. Nhưng rõ ràng thì ngày hôm nay thì Ngáo đã chuẩn bị rất kỹ càng. Cả về những binh lực, về nhân lực và cả về mặt tinh thần, anh em Bàn Áo cũng đang là tuyệt vời trong trận đấu này. Nhưng với một đề đầy khó đoán, với những chiến lược gia cực kỳ mạnh trong đội của đề lúc này, đề vẫn đang được đánh giá là đội rất mạnh và Ngáo cần phải nỗ lực rất nhiều thì mới có thể vượt qua được đây. Thời gian thi đấu cho trận đấu này còn lại là 8 phút. Giao tranh giữa anh em D và đội hình của Ngáo vẫn đang giằng co tại khu 3 giờ. Những bài thi D đã quyết định lấn vào bên trong. Một vài thành viên của anh em D đã bước vào được bên trong rồi. Cơ ơi, có lẽ thi D cần phải dốc toàn bộ lực của mình để đẩy vào nhanh để hỗ trợ cho những thành viên đứng bên trong rồi. Sau 5 phút giao tranh liên tục thì anh em D đã có mặt ở trong khu vực trung tâm. Đây sẽ là tình huống tổng tiến công của anh em bóng đê. Cơ hội quá rõ ràng rồi. Nếu đê không giành được chiến thắng trong tình huống này thì họ chỉ có thể là tự trách mình mà thôi. Lòng chủ đang là vô cùng chống chạy. Sau rất nhiều nỗ lực và sau gần 10 phút đôi công tại khu vực 3 giờ, Ngáo cũng đã không thể thủ được lòng chủ làm màn. Bây giờ thì đội của D đang có những tình huống chắc chịu. Ngáo sẽ có hai lựa chọn. Một là tiếp tục quay vào đây để cầu vào trong đội của D. Hai là sẽ đi tìm một thành trì khác để đảm bảo rằng thì mình sẽ không ra đường. Và kịch bản này cũng đang được tái lập lại trong những tuần trước, khi họ cũng đã có thể trận rất tốt. Nhưng ở những phút giây cuối cùng thì buộc phải đi chọn những thành trì nhỏ để chắc xuất khó thành. Bây giờ thì D đã tập trung gần như toàn bộ binh lực của mình bên trong rồi. Họ đang quyết định công ra bên ngoài. Vâng, đó là tình huống tấn công phủ đầu của D.
phương án tấn công vũ đầu để ngăn chặn những tình huống zombie của anh em ba ngáo là phù hợp. Khi càng để cho ngáo tập trung thì lòng trụ của đề càng bị lung lay. Nhưng có lẽ thì đề cần phải đánh chậm và chắc hơn. Bây giờ chỉ cần một sai lầm thôi, chỉ cần một tình huống lung lay thôi thì đề sẽ phải trả giá bằng lòng trụ Lâm Anh. Giao tranh lúc này đang nổ ra tại cầu 3 giờ. Và vẫn là một chiến thuật quen thuộc của đề. Họ không tiến công mà chỉ đứng ra mặc định mà thôi. Khu vực cầu 3 giờ là một trong những khu vực rất chật hẹp và không thể đủ để cho lực lượng của anh em Ngáo đồng loạt tiến công vào bên trong. Nhưng dường như thì Ngáo đang lấy lại được thế trận của mình. Đề đang mỏng dần đi. Đây có phải là tình huống mà Đề đã rút quân hay là đội hình của họ đã bị tiêu diệt toàn bộ rồi hay không? Vâng, như vậy thì Đề đã bị knock out tại khu vực cầu 3 giờ. Một lần nữa thì Ngáo đang có cơ hội để chiếm được Lâm An. Đúng là một cơ hội không thể tốt hơn cho Đề và Ngáo. Chúng ta đã nói về sự tự tin của anh em Đề, nhưng dường như thì họ đã quá chủ quan rồi. Ngáo rất mạnh trong thời điểm bây giờ và với một tinh thần quyết chiến, dường như thì Ngáo đã chiến thắng được tình huống giao tranh tại cầu 3 giờ. Bây giờ thì Đề đang quay trở lại. Kịp hay không? Lòng trụ đã bị cắt. Không, lòng trụ đang còn đỏ máu. Phải nói là chiến trường của Lâm An đang là vô cùng nóng hổi. Đề đang chọn phương án rút ra bên ngoài. Lại một lần nữa thì đội hình của Đề đã di chuyển một cách khá là bất lợi anh em. Chúng ta thấy là Đề đã kéo dài đội hình của mình ra và đó là cơ hội để cho Ngáo có thể tiêu diệt đội hình của anh em Đề. Trận đấu bây giờ chỉ còn là 3 phút nữa thôi và lòng trụ chắc chắn sẽ nằm trong tay của Ngáo. Nhưng bây giờ thì Ngáo chưa vội. Ngáo bây giờ họ chỉ cắt đỏ máu thôi. Và một phút cuối cùng đó là tình huống mà anh em Ngáo sẽ cắt gãy. Chiến lược cắt đỏ máu luôn là một chiến thuật phù hợp cho một thế trận không thể bất tử như thế này. Bây giờ thì Ngáo đây có được lòng trụ rồi. Chắc luôn hay là chưa lại 10%. Như vậy thì Ngáo đã quyết định chưa lại 1% cuối cùng của lòng trụ anh em một đây. Rất khôn ngoan và đầy tính toán. Và thời gian bây giờ chỉ còn là hơn 2 phút mà thôi anh em. Bây giờ thì có lẽ Đê đang ngồi trên chảo lửa rồi. Tấn công. Cái tấn công mới mang lại chiến thắng cho anh em bằng Đê lúc này. Họ cần phải đánh hết mình. Đánh như không còn gì để mất. Cơ hội cho Đê. Ngáo đang là gì đây? Ngáo đang xoay đôi hình, dường như thì Ngáo đã bất lợi rồi. 2 phút cuối cùng. Một tình huống đánh mất lợi thế mà anh em ăn Ngáo. Phải nói là Ngáo đã bị mất lợi thế một cách bất ngờ. Khi mà thế trận dường như đang chắc chắn cho Ngáo rồi. Lòng trụ BD của Đê bây giờ vẫn còn đang là dưới 5% máu. Bây giờ thì họ cần phải dốc toàn bộ để bút máu cho lòng trụ này. Wow, những phút giây cuối cùng của trận đấu này đang diễn ra quá hấp dẫn. Lòng trụ của Đê vẫn đang là dưới 5%. Bây giờ thì ngoài công tác phòng thủ, anh em bạn Đê cần phải chú trọng đến công tác cắt máu cho lòng trụ. Đồng hồ điểm sang phút thi đấu thứ 59 rồi, tức là còn khoảng 1 phút nữa lòng trụ của trận đấu này sẽ khép lại. Và một là Ngáo ra đường, hai là anh em đang đê ra đường. Có hai tình huống xảy ra. Nếu chắc chắn hơn nữa thì Ngáo sẽ cắt một đường hình nhỏ ra để đi công lòng trụ phụ. Một là đại lý hoặc là đây rồi. Ai đang xuất hiện trong tình huống này?
họ đã không kịp đụng tay vào trong lòng chỗ của Lâm Anh. Bây giờ thì là tình huống cắt chủ của anh em Mang Nhóm. Cắt được là anh em Nhóm có được chủ luôn, còn nếu không được thì họ ra đường. Bây giờ thì dường như Ngáo đang bỏ người đánh chủ rồi. Đúng là Ngáo đang bỏ người đánh chủ. Không bằng chồng có được chủ là anh em Mang Nhóm rồi. Như vậy thì lòng chủ của Lâm Anh đã bị cắt ở phút giây cuối cùng anh em. Đây có lẽ là tình huống mà D đã không ngờ tới. Hết giờ. Quá hay. Xin chúc mừng cho Ngáo đã có được cho mình lòng chủ của Lâm Anh. Đúng là Ngáo đã đánh quá tuyệt vời trong ngày hôm nay anh em. Và phải nói là không còn điều gì để có thể khen ngợi đội Ngáo hơn nữa. Họ đã đánh quá hay và đầy quả cảm. Bây giờ chúng ta hãy cùng đảo thành để coi kết quả của buổi tối ngày hôm nay. Một buổi tối cao chiến hấp dẫn đến từng giây cuối cùng. Như vậy thì D đã ra đường trong tuần này. Nhưng phải nói là cái lông trụ đỏ máu đúng là một chiến thuật tuyệt vời anh em. Chiến thuật tuyệt vời. Nhưng có lẽ thì AE họ, theo anh em thì AE có phải là một nhân tố đã khiến cho anh em băng D ra đường hay không? Tình huống xuất hiện qua AE thì D cũng đã mất khoảng là từ 5 cho đến 10 hạt câu rồi. Mặc dù thì họ đã chiến thắng được đội hình qua AE, nhưng ít thì nhiều AE cũng đã khiến cho đội hình của D ra đường. À, có lẽ thì D chỉ còn trách chính mình mà thôi. Và trách một lần nữa đó là tình huống xuất hiện của anh em băng AE. Tình huống xuất hiện gần như là tưởng chừng là vô hại, nhưng nó lại khiến cho đội hình của anh em băng D bị chao đảo. Và chỉ cần một tình huống chao đảo thôi thì cơ hội đã đến cho đội hình anh em Ngáo. Quá hay và đầy kịch tính. Vâng, đây là kết quả cầu chiến tối ngày hôm nay. Với chiến thắng của anh em Ngáo đầy vang dội tại chiến trường của Lâm An. Và anh em băng D đã chính thức ra đường mất Lâm An trong khoảng là 7 tuần liên tục. Họ đã chiếm được thành trì này. Đây có lẽ là một cú sốc rất lớn cho đội hình anh em băng D. Và Thiên đã có được cho mình hai long trụ, đó chính là Thành Đô và Phượng Tường. Anh em băng H hai thành trì, đó chính là Biển Kinh Dương Châu. X đã có được cho mình Tương Dương. Và Ma Giáo đã có được cho mình là Long Chủ Đại Lý. Có lẽ thì tình huống đê ra đường đó là tình huống mà chúng ta cảm giác là hay, phải nói là quá hồi hộp và kịch tính anh em ơi. Quá hồi hộp và kịch tính. Ok anh em, đến đây thì chương trình livestream của em về sự kiện công chiến của server F10 đại danh kỳ sử cũng xin phép được tạm dừng ở đây. Bây giờ thì video sẽ đến với sự kiện